tay sạch đẹp. Đúng rồi, sạch sẽ chứ. Con đã xong món thứ hai. Cứ từ từ cắt nhá. Vâng. Cắt được không? Cắt được là mẹ làm hộ cho. À, con cắt được. Con trong máy ấm con bị mày mò con cắt rồi. Ngoài này con cũng cắt. Từ từ cắt thôi. Nếu không cắt được thì mẹ cắt hết giúp. Thôi này, con cắt rồi. Ngày xưa mẹ cắt cho con. Mai sau con lấy con cắt cho mẹ. Làm được không đấy? Thì đưa con trong cái tay mẹ, con xem cái móng con cắt xong rồi thấy nó dài chỗ nào con cắt, xong cảm thấy nó ngắn lại thì con thôi con đó con cắt tiếp con khác. Ok, thế tốt quá, con cắt đi. Ui giời, nhiều đất quá. Con thấy rất thích cắt ngón tay. Con thấy cắt ngón tay ấy, mỗi lần mình cắt vào ấy, cái tiếng nó tách tách như này này. Tách như này này. Đấy, con thích nghe tiếng đấy. Đấy. Con lại thích nghe cái tiếng đây mới đau nhé. Đau gì, đau tay à? Không. Thích nghe cái tiếng cắt móng tay ấy, thích nghe cái tiếng đây ướt thì con cắt xong lại mọc ngay lúc đó để con cắt tiếp nó có tiếng tạch tạch như này. Chân tay là phải cắt móng cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ. Móng tay là chứa rất nhiều vi khuẩn nên lúc nào cũng phải sạch sẽ. Con biết chưa? Con biết cái bấm đó ở đâu không? Cái bấm đó ở ngoài Bắc. Bấm đó chị Trà My mua cho con từ khi mà sinh con ra đấy. Chỉ chuyên dùng cho con thôi. Đến nay là 10 năm rồi đấy. Ủa mẹ, cái bấm này ấy, của sau lúc con sinh ra móng tay con cũng dài rồi này. Có chứ, có móng tay chứ. Ở trong bụng mẹ con có rồi này. Có trong bụng mẹ thế ai cắt được? Cần gì mà cắt, ở trong bụng mẹ ra ngoài mới bắt đầu cắt chứ. Ở trong bụng mẹ ai mà cắt được ở trong đó. Bấm rất là tốt, theo con 10 năm rồi đấy. Bấm là bấm của đâu này? Mẹ chẳng biết được. Với lại cái hôm nay còn mua cho con cái tông đơ của ông Tập. Con cứ tưởng đồ Trung Quốc là đồ hàng mã, xài 3-4 ngày nó theo con cái 10 năm rồi. Đấy là nhiều khi là cái định kiến của người Việt Nam đối với người Trung Quốc. Nhưng mà đâu phải là tất cả cái đồ của Trung Quốc đều không tốt đâu. Mà đồ Trung Quốc nó cũng tốt. Nhưng mà có mấy cái đồ chơi của trẻ em thôi. Đồ chơi của trẻ em thì cũng tốt. Nhưng cũng có những cái đồ không tốt. Giống như là đồ của Trung ương và đồ của địa phương. Ở đâu cũng có cái tốt cái xấu mà con. Đúng. Mình nó đừng có định kiến. Nhưng mà đâu cũng trung ương, đâu cái địa phương này cái nó tốt hơn. Chắc chắn là trung ương thì tốt hơn của địa phương rồi. Mà
làm đồ chơi. Chịu, mẹ không biết tiếng Huế, tiếng gì đấy mẹ đâu có biết. Chơi với mẹ thì xíu thôi, chứ còn vẫn quay lại tiếng Bắc bình thường. Thôi nhá.